mến chào các bạn yêu thương của mình. Mình bữa nay mình đi về có cái công trình ở đường Alpine, nó đổ cái phát có một chút xíu các bạn, giờ cái planter hở gì chút xíu, sợ cái thằng quỷ chơi cái xe van nhỏ nhỏ này nó chạy, nó bấm càng canh tranh nên chạy mình né nó, tưởng gì nó là cái thằng đi buôn bán ở bên cái đường Saragota bán đồ ăn trưa các bạn, Mama Sita của anh Ly đó. Đó, cái nhà này có số 941, để giờ mình coi cho nó tới đâu. Thì cái nhà này á, ơi, nó có cái cây đủ quyên, mà cái này là nó màu tím. Ở nhà mình lấy được cái màu hồng màu trắng rồi, nhưng màu tím thì mình chưa, giờ mình xin bẻ đây hai nhánh luôn. Xin lỗi anh nha, bởi vì tôi thích thì tôi bẻ. Nhưng mà mấy cái nhánh này nó không có bông nữa. Cái gì vậy? Mình vẽ hai nhánh nha. Đó, mình nhét một túi quần mình. Nhét một túi quần mình. Rồi tí nữa mình đi về xe mình nữa, mình bỏ một xe rồi mình quay. Nên mình cũng có một chuyện. Thì mình mới đọc một cái tin nhắn, cái bình luận của em Mướn. Chắc em ở ngoài, ở gì đó, gì Bến Trại ha, Bến Trại chắc ngoài gần Hải Dương, ngoài miền Bắc mình nghĩ vậy đó. Thì mình em nói thì thật chính xác, bởi vì thú thiệt với em, ba chị đó là một nhà tướng số thiên văn địa lý cái gì là cũng thông hết rồi, nhưng mà mình không có thông. Chị không có thông, bởi vì chị thấy thì chị không có tin. Ở đó mẹ chị hay gạo già đó là đó, quả đất còn biết nói năng mà ông thầy địa lý hầm răng không còn. Tới cái tuổi già, tới sáu mấy 70 tuổi rồi, bên Việt Nam mấy bạn không có sức khỏe như bên này đâu. Cho nên ông ba thì cũng ăn chay trường, nên nó không có nhiều cái sức khỏe để mà lo cho con cái, đứng là để muốn để dành tiền để lo cho mấy anh mình đi du học, rồi cũng mình cũng sẽ được đi đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình cũng không có được đi gì. Đó, bây giờ đó, bữa nay nãy giờ lên xe ăn ứ bụng rồi. Cho nên bây giờ đó là đi bộ, là thứ nhất là tập thể thao, và để cho cái chân của mình nó mạnh. Mình không có mang đôi giày bata, mình đi thì mình bây giờ bata thì cứ có một cái đó là mình mua giày Costco không phải, nó không có mắc với bạn. Đây, cái đôi giày này nó cũng có được đẹp lắm, nhưng mà nó là cái đôi giày sát đi mất rồi im chân. Và đi trên những cái đường xi măng như thế này đó là mình ok để mà mình đi. Mình nếu đi trên đường sỏi là em sẽ té, rồi em sẽ làm cái đồng chí hăng rô, cái hăng rết chứ không phải hăng rô, đồng chí hăng rết đó là hết răng đó mấy bạn. Đó, dầm tụt tụt tà tà xuống 900. Mình đang đi qua khỏi cái nhà của ông Jeff Bezos cũ ha. Ui, bây giờ đó, hôm trước đó, mấy tháng trước đó, là cái cây này đó là cái cây Magnolia, cái cây cung Magnolia mà của Nga đó, nó màu tím tím nó cũng đẹp nè. Đó, trước đó cái này là bẻ nhánh ghim nó lên mấy bạn, mà bữa trước đó, khi mà nó ra bông như thế này bạn, bẻ nó ghim nó không lên đâu. Cái khi cái nhánh không có bông thì nó mới là cái nhựa nó tụt xuống cái, nó tụt xuống cái gốc này đó, thì mình sẽ có một cái cây này 120 đồng thôi. Thôi thì mình chi tiền ra, ông kia ông hút thuốc thì mình nói bây giờ anh ơi Ly ơi, anh chơi cha quá mà anh cứ hút thuốc, anh cứ xài đá tiền á, em không có xài gì hết, anh mình cũng tiếc quá chứ phải không? Mình cũng đâu có nên hy sinh vậy, mình đâu có con cái, mình đâu phải hy sinh cho con mình. Ôi, ở đây nó có cái cây bụi tre, bụi trúc đen này nè mấy bạn. Em chân nhũn. Trời, mình cứng gần chết luôn. Thôi, mình để mình lợi thằng Troy cô tàu mình nhờ, mình bứng cái cây đó đi. Đó, muốn bứng ra chôm cái cây đó mà chôm không được. Mình cứ đặt mình đi vậy á. Đó, rồi thôi giờ mình đi vòng, mình tuột lên trên, thì mình có chuyện mình tâm sự, mình nói mình trả lời với em Hướng. Em nói là chị rất là khó tính đấy. À, mặc dù chị rất là dễ chịu và chị rất là khó tính, nhưng mà chị chỉ khó tính với bản thân chị thôi, chứ còn ai chị cũng dễ nè. Ai mình cứ lơ cái bản thân đó. Mình nó cứ nghĩ như thế này, khi mà bạn làm gì mình cũng cầu toàn, mình cũng đòi hỏi cái gì cũng phải tốt đẹp. Bây giờ mình rất là thích học hỏi, và giờ mình không có được cái điều kiện, khi mà mình học được á thì ông già lại nằm xuống. Nó sau khi đi mà ông già không biết là ông mất là 2 năm sau khi mà mình đi vượt biên đó nha mấy bạn. Mà bạn mình cũng coi bói bài, coi chỉ tay rồi coi bói bài. Úi cha, cái này là cái gì vậy cha? Mấy cái này, mấy cái nấm ngộ quá mấy bạn ơi, nó cù lên không biết là nấm gì. Ở dưới gốc thông á, nó mọc lên mưa quá trời, nó mọc lên như nè. Đó, ừ cha. Bởi chi mình có mấy em heo á, ở nhà mình á,
Từ là mình cho mấy em ăn thử rồi, mà mấy em còn sống thì là tôi sẽ ăn. Còn bây giờ đó mấy em không có đây đó, rồi tôi hốt về rồi để về tôi thử, tôi bỏ về trên quê tôi trồng thử coi cái này là gì, nếu mà ăn được á. Không lẽ em muốn ơi, không lẽ thì chị đem về, chị đem chị xào mì thử cho anh lên ăn, nếu anh còn sống đó, tuần sau anh đi làm đó, tức là anh chị ok. Mà nếu mà anh ngủng cứ đuổi thì ít ra sao vậy, giờ để mình về mình rửa rồi mình xào thử cái, mình thử coi, hay là mình về mình thử cái mình để cái đồ tươi này nó cho mấy em gào cái mấy em ăn coi. Có rất là nhiều nha, trong mấy cái gốc thông này nè, không biết mấy em nào biết đây là cái nấm đó hả, cái nấm này nè, đây là ảnh đậu màu anh vậy đó nè, đây là cái nấm này nè mấy bạn ơi, nó rất là lạ lùng á, nhiều nhiều nấm lắm. Năm nay là mưa nhiều, không biết là tại sao nó nổi nấm này, mà chả biết là cái nấm này là cái nấm bưởi gì thì mình không biết. Trời ơi, nếu mà mấy em ở trên Oregon, chỗ cái đường thông Oregon với lại Washington State á, mà biết á thì nhớ chú thích cho mình, để cho mình biết, để mình biết cho mình kiếm ăn kiếm ăn nha. Ở đây là có một cái thứ nữa mình kiếm ăn được nữa là cái bụi tre tàu mấy bạn, đó nó có cái mục măng cũng ngon lành quá ha. Thì cái nhà này á, để mà 938 là cái nhà của ông Gepro, hình như là nhà trên chứ không phải nhà này đó. Cũng có thể nhà ông nó có thấy có hai vô này nè, nhưng mà nó đã cho charity rồi mấy bạn, cho charity tức là cho những cái cơ quan từ thiện á, những người giàu thì hơi lập dị đời vậy đó đó. Để mình nói chơi kìa, tí rồi mình sẽ nói đó cho em mấy em nghe chơi. Thì sáng nay lên á là mình sáng này mình thức dậy đó, tối hôm qua đó anh nói cho bữa nay không có công chuyện gì làm, cần lên cũng được không lên cũng được đó. Alpha thì nó làm từ ngày hôm qua lận, nhưng khi bốn phần khi nó làm nó phải biết á, và tụi mình nó đi làm ở bên Strathcona thì mình không thể nào mình chạy hai bên một lúc được hết á, từ 8 giờ sáng mà bận biết hôm qua mình đi trễ 15 phút. Cái nó nói á, bữa nay á Oscar tách được cho mình á, Oscar chỉ là thợ của Si Già thôi, thì tụi nó không dám ghẹo đâu, ghẹo mình khó tính lắm mà. Ghẹo mà nó không có, lúc mà mình vẫn chơi thì vẫn chơi, đi làm việc thì mình làm đàng hoàng. Đây là bạn, cái nhà này á, nhà này là nhà của Jeff Bezos, 38 triệu đô la. Đó là ở phía sau thì rộng lắm, phía mặt tiền thì không thấy gì hết ha. Nhưng nhà này đi vô ở cửa đó là cảnh sát tới chụp đầu á đó. Đó, thì để mình nói đó. Anh lúc gần 8 giờ sáng thì ảnh nói với lại mình á, là ảnh là phải ở đằng Alpha là nó đổ cái phát hôm thứ 6 tuần rồi á, rốt cuộc rồi nó thay đổi, mà nó cũng thằng nào nói Saragota cũng không đổ, Alpha cũng không đổ, mình chạy lên đây này mình tốn á, thì giờ mình chạy đi chạy về đó là hết 5-6 tiếng đồng hồ đó. Rồi cái tiền xăng thì không nói, cái thì giờ không làm cũng hai bên không làm hết, chứ phải một bên làm bên không, mình cũng không giận là. Mà mình cũng đâu có phải là cái người khó chịu thì mình bỏ qua, mình không nói. Thì bữa nay đó thì mình nói với bạn nè, nó có cái bát cho chút xíu đó, nó đổ công trình đó có một chiếc à đó. Thì 10 giờ nó nói 10 giờ đổ, thì gần nhà mình gần 8 giờ rồi, mình phải lật chạy thì chạy xe không á là đã hết hết 2 tiếng đồng hồ rồi, cho nên mình phóng cho lẹ đâu có kịp ăn uống gì đó. Còn chưa hết nữa, cái mấy ổng còn ghẹo mình nữa. Ổng mới nói với anh Lê đó là tới đây 10 giờ 15 mình tới trễ lên 15 phút, nhưng mà không, cũng chẳng có phải tại mình gì, nó báo cho mình hay đó, là nó phải cho mình hay cái lúc mà ở ngoài cho mình cái thời giờ để mình chạy lên. Còn mình tới trễ đó thì mình cũng kêu mà cũng có được một cái skill đó là tại vì anh cho tôi hay trễ quá. Ôi cha, anh lấy cái cylinder ở nhà mình đây nè, cái này ra cái ốc này là của đâu, cái ốc đó là ốc, ốc gì mình không biết nữa. Mình lấy ở trong, ở dưới nhà mình đi lên thì nó vậy đó. Bây giờ mình lấy mấy cái nấm này mình bỏ ở đây, chứ về mình làm thử coi nó ngon hay không các bạn. Xe mình nó đi như cái xe trâu vậy đó. Đó, ông nói ví dụ đi trễ đó, mà giờ công trình đó tới đây là 11 giờ nó mới tới,
vậy mà nó bơ nó báo cho mình biết làm chi, để cho mình chạy đó. Mình chạy gần chết mà sáng này đó, mình chạy ngang cái chỗ khúc đường 91 105 luôn trời, như khúc đường 91 đường nó mới rộng hơn 105. Nó đụng á mấy bạn, là cái chiếc xe hàng, chiếc xe 18 bánh á, nó đụng cái chiếc kia đó, anh xà rong luôn hết, tức là nó quay vòng vòng đó là ngay trước mặt mình á, mà mình phải bỏ chạy luôn. Thì có mấy chiếc xe nó ngừng lại, lỡ ra đúng bổn phận mình á thì mình phải ngừng lại để mình làm chứng nha mấy bạn. Thì làm gì làm á, mà cái xe hàng mà nó đụng cái xe kia mà á, thì mình thấy thì rồi là cái xe đó đâu còn đương quay đó, nó mà chờ tới cảnh sát tới là mình đi trễ lắm, cho nên mình không thể nào mình dừng, mình phải đi làm công chuyện mình trước đó. Đây nó thả vậy nè, nó rổ cái phép nó chút xíu à, cái này là nó theo ghét nè đó, anh làm thêm bồ xong rồi, cái phép này có một chút thì thôi, thì á thì chỉ nói là đổ vậy đó để anh đốt ra nè, anh báo là đi ấy nhiêu mà đi lên đó là trễ 15 phút mà đây công việc chưa tới, thì có chẳng ai nói gì mình, nhưng mà nó đó cái giọng nó lên nó nói chuyện cái giọng điệu mà du côn của nó đó, nó nói đó là tại vì đó là công việc đó là tới 11 giờ mới tới, nhưng mà tại vì mày á là cái người hay đi trễ cho nên nó là tao nói vậy để cho mày đi lên cho nó đúng giờ, coi á họng mình không, ông Lý ông tức ông chửi mình trời ơi. À, chỉ cho mấy bạn coi là cái trường họ dựng lên hết trơn hay nè, có sắt họ dựng hết rồi. Trời đây nè, ngày hôm qua là mấy ảnh làm cái này nè, mình kêu là cái nông xuyên cao là như thế này nè. Nông xuyên cao đó là mấy ảnh bóc mấy cái hộp này nè, bóc mấy cái hộp này là rồi ảnh nhát xi măng, tức là một cái cạnh đó là ảnh sẽ mở ra, ảnh bơm xi măng vô trong đó đó. Nhưng mà cái này anh không có làm vậy, cái này anh đóng vuông vứt vậy đó, cái dạ cho nó rộng hơn chút xíu bạn, anh chế vô trong đây nè. Cái này anh làm rất là thông minh á, có rất là nhiều cái cột sắt này nè mà anh làm nữa, và mấy chục cột này là 8 tiếng á là nó mới đủ thời giờ bơm. Nhưng mà mình bắt cờ làm bên kia, mình không có qua bên này đó, thì bữa nay mình lên đó thì mình vẫn viết giấy cho nó được luôn. Nó làm xong rồi mình kiểm coi đàng hoàng thì mình viết giấy đó. Nhưng mình ghét cái kiểu mà ông kia ông nói kiểu nó đánh đầu nói trên cái kẻ cao ở trên mà nói xuống là ông Lê ông đi vô, ông nói chú ủa 10 giờ tới ta chạy gần chết ông lên. Nhưng mà bạn biết không, nếu mà cảnh sát mà nó bắt được mà bữa nay mà mình ở ngay cái chỗ mà nó đụng xe đó mà mình bỏ mình chạy vậy đó là nó phạt mình rất nặng, mình ra tòa đó, ra tòa tù đó mấy bạn đó. Cho nên mình mới tức mình á là đã bỏ chạy rồi, chứ mà mình không có đụng nào hết, mình phải bỏ chạy về công việc của mình á. Mình bỏ chạy đó, mình đã nói cái giọng thấy ghét, giọng tức nó, ông không chửi nó. Cái ông ra ông nói với mình á là giờ giấc mà nói vậy á, vậy đó. Thì hỏi mình không có, giờ em muốn ơi, chị không có tính không được đâu. Tại vì mấy thằng cha đàn ông đó là mấy chả chà bát với nhau. Rồi chửi thì thấy mấy cha ông chửi, ông không có ai ông nói thì ông chửi lời chị ha. Ê, nhưng mà đàn bà, tôi giờ đàn bà Mỹ quá, đàn bà Việt Nam nữa. Nhưng mà mình tức, mình nói tách lại, thay vì mình cự ổng, mình không cự. Mình gửi lên kia, mình nói đó là lần tới là hai cái project này Corona với Alpha đó là mình làm xong rồi thôi, lần tới mình đi tìm người khác đi, tại vì mình không có cần những cái job như vậy đó. Mình bực mình không, mình sực nó liền, mình ra đó, mình về mình chỉ coi thử cái nhà 945 này là nhà của ai. Nên là cái cây đó mình lấy về đó thì mình cuộn cái nước này nè cho nó giữ ẩm cho mình, giữ cái ẩm cho mình đó thì nó còn sống, cây nó còn sống thì mình về mình sẽ chuốt nó, rồi mình sẽ làm được 2-3 nhánh mình trồng đó. Mình trồng thì tới nào được thì thôi, được thì thôi mình nghĩ, còn không được thì tôi tiếp tục tôi cắt nữa, tôi bẻ nữa vậy thôi đó. Thì cái mùa này cái cây này cái ngọn nó chưa có ra nè, tức là bây giờ nữa cái chất nhựa nuôi cây á thì nó đi xuống dưới cái gốc rồi nó mới đi ngược trở lên đó, thì mình sẽ làm vậy để mình trồng cây cho mình nha. Không phải nói tới cái mình ai cũng vậy, ai cũng cầu toàn hết mấy bạn, nhưng mà mình nói như vậy nè, nói chuyện nó vẫn chơi thì cũng tùy cái lúc, tới ngay cái chỗ bằng vẫn chơi mà ngay cái lúc cái bụng người ta đó, mình thì tết từ trước tết tới sau tết là mình buồn lắm, mình nhớ mẹ mình rất là buồn đó. Mà nó chọc cho ông Ly ông giận á, ông không dám nói ra hết bạn, ông nói chuyện gì tất cả những cái pressure, những cái áp lực gì ông đặt trên mình không à. Ông nói á, mình nó sắp xếp cái giờ giấc
mình sắp xếp cái gì được là nó sắp cho mình á. Nhưng mà mình á là gì đó là mình cái tuổi già rồi, mình muốn làm gì cho nó xong cho rồi đi, rồi mình chuồn mình đi về nhà, mình còn làm vườn nữa. Bữa nay là tính là không đi rồi, mình lo làm vườn cái gì. Bây giờ đi thì mình cũng phải thay đồ mình đi thôi. Giờ không có, không lẽ mình cằn nhằn tại sao mày không cho tao hay trước ngày này kia, thì mình không phải có tính tình mình như vậy. Nhưng mà họ đó đã không có biết đó, đã làm trật rồi đó. Mình có quyền mình từ chối. Bữa nãy mình nói á, mình tắt rồi cho nó lên đó, thay vì mình vô mình nói cái tiếng ấy trời coi là tiếng Anh mình nói cùi cục như anh, không có như anh Lê vậy nha. Nhưng mà khi mình chửi lộn tiếng Anh thì cái tiếng nào em cũng nói được hết trơn à. Mình nói đó, đối với mình đó, thì mình nói là mình chỉ dịch tiếng Việt mình nói thôi, là gì á, việc làm đó là cái việc làm. Nhưng mà đó là bây giờ đó mình đã học cái cách được để mà mình say no, tức là mình biết để nói không đó, là mình từ chối. Mình đã nói mình không làm khi mà sao lết nhờ nó làm đó, là mình đã từ chối rồi. Nhưng mà bởi vì nó như thế nào, tại sao mà mình từ chối, cái tính mình á, coi chứ mà mình xài sang à, chứ không phải mình hà tiện là cho bản thân mình thôi. Chứ với người khác đó mình hà tiện cho bản thân mình, nhưng mà với người khác mình không có hà tiện đâu, mình cho đi. Vì không phải là mình nói là cho đi là có tất cả, là tại vì cái tiền bạc đối với mình á, thì mình nghĩ đó, mình ở không trong nhà vậy đó mấy bạn. Mình cái số tiền mình đầu tư hồi trước, hồi 30 năm trước đó, là bây giờ nó thuê nào đó, mình có cái tiền, số tiền đó là mình sống được cả đời mình đó. Nhưng mà mình không có cần tiền đó, mình đi làm bây giờ cho tới bây giờ đó gần 70 tuổi rồi, mình được cái tiền hưu trí của mình đó, mình còn chưa khai lãnh ra nữa, tại vì mình không cần, mình lấy ra làm gì đó. Thì cái tiền nó lấy ra thì mình cũng có đóng thuế này nọ, mà bây giờ mình đi làm cũng vui, là tiền nhiều nó mất công mà đóng mấy cái tiền cái gì đó, Medicare đó, cái tiền bảo hiểm sức khỏe đó cũng nặng lắm, cho nên đó là mình không có lấy ra là vậy đó. Là mình chỉ delay mình chậm lại thôi, mà cứ một năm đó mà bạn khai chậm vậy, nó trên một năm nó cho bạn 8% còn hơn cái tiền bạn lời ngân hàng nữa. Thật ra nó accumulate nó ra nhiều lắm, cho tới lúc 70, tức là mình khai trễ là 4-5 rưỡi đó, mình sẽ có số tiền rất là lớn. Thì dự định cái số tiền đó là mình để mình giúp người này người kia vậy thôi, chứ không phải là mình giúp cho bản thân mình. Nhưng mà giúp đó là sao cho đáng, chứ nếu mà mình giúp các bạn để bạn đi làm thiện nguyện thì thôi, để mình đi làm cho rồi đó, phải không? Để mình chọn cái người nào mình muốn muốn cho thì mình cho, còn các em ở nhiều kia nó cũng không có gợi ý mình, giống như nằm để mà giúp cho vô cư đó. Thì xin lỗi mấy anh, nó mấy anh phải tự đứng dậy sao cho tôi thấy, đừng có nói là mấy anh không có thể tìm việc được. Để cho mình chỉ cho mấy anh nghe, mấy anh mấy chị đó. Bởi thứ nhất á, là đó, nghiện rượu đó là đã là cái tội rồi, giống như anh Ly cũng là cái tội, mà tội chỉ vợ với anh thôi chứ anh không có ra làm phiền người khác. Còn á, cái bạn đi hút sách á, rồi bạn đi ăn trộm ăn cắp gì á, cái đó là bạn cá nhân bạn đã không có được cái lòng tự trọng của mình, bạn có không có danh dự thì là làm sao mà bạn làm cái con người được đó, phải không? Rồi bạn á, đi đó rồi đi ăn trộm, đi cạy cái bánh xe người ta bán, rồi bạn đi cạy cái xe người ta, đi ăn cắp xe ăn cắp mình đã kia này kia, lật có từ những cái tội nhỏ đó lên thành cái tội lớn. Mà cho dù bạn chỉ tội chút xíu, bạn bạn ủi người ta mà sao bạn không có bảo hiểm mà bạn cũng ở tù đó, cũng thành cái tội rồi. Càng ngày cái tội nó càng chồng chất vậy đó. Nó có những người đó là không biết luật đó thì bị như vậy đó, thì mình rất là tội nghiệp. Nhưng mà khi mà thoát ra như thế nào đó là cái mà mình muốn nói đó. Mình muốn thoát ra những cái cảnh mà bạn đã bị lỗi lầm và làm sao bạn đi tìm việc. Bạn đi tìm việc tìm không được, nhưng mà nó có những cái ngõ ngách. Ví dụ như thế này, bạn đi ra những cái công trường xây dựng đó, nó không có cần biết là bạn trộm ăn cướp rồi hút khách này nọ. Bạn chỉ cần đi ra làm việc được, giống như cái anh mà hôm lết mà ảnh nói với lại Oscar đó, ảnh nói với Oscar với Siga đó, ảnh là bạn của Lee đó, là tụi kia nó biết liền. Bây giờ ông kiến trúc sư mà ông để cái hàng rau sòm sòm y chang vô gia cư vậy, ta nhìn cái anh đi xe đạp vậy đó, là ảnh giới thiệu là vợ quen với anh Lee, vậy là tụi nó mướn liền nha mấy bạn. Mà anh đó rất là siêng, mình rất là thích á đó. Thì nhưng mà mình không có cho tiền đâu, ví dụ như mình có đồ ăn thì mình đem mình cho ảnh đồ này nọ thì có. Nhưng mà nếu mà anh ở gần mình đó, mình có thể cho anh vô nhà mình ở đó. Bởi vì cái người đó là người ta có ý thức, người ta muốn đi tìm việc làm, tại người ta không có cái cơ hội thôi. Thế đó thì mình chỉ cho vào cái đó. Hoặc là những người cũng có thể đi, mà bạn đi ra những cái nhà hàng ăn bưng đồ này nạc đó, đồ này nọ đó, nó không có ảnh hưởng gì tới cái hạnh kiểm của các bạn. Chứ còn nếu mà bạn là molestation, tức là nhiều khi đó bạn có những cái lỗi lầm mà bạn không biết, ví dụ như những đứa nhỏ bằng lại bằng ẩm nó, cái tay bằng vỗ cái mông đít nó cũng là molest đó. Nó có nhiều cái luật lệ kỳ cục lắm ở Mỹ, cho nên nó rất là thận trọng, bởi vì sợ mình sợ thưa lắm đó. Mình nghèo đó không ai thưa đó, nhưng mà nếu mình giàu có rồi, cho nên giờ đó con cháu ruột mình nha, mình thấy thương thì mình cũng ngồi đó mình ngó lại mình cười chơi thôi đó. Chỉ duy nhất có mình bảo đó, cháu ruột của mình hay con Trân con Mai đồ này nọ đó, là mình ẩm bồng đồ này nọ thì không sao, nhưng giờ nó
Nó hồi đó có lần mai nó đi làm neo, nó làm thì nó làm thêm, tại vì dân mà lao động vẫn đâu có tiền nhiều, thành ra nó phải gửi con cho người ta, baby sit thì tốn tiền, cho nên nó gửi hoặc gửi bà nội, một bà nội đi Việt Nam cho nên gửi bà cô. Đó là mình là cô nó, giống như cũng như mẹ nó gì chứ gì. Thì nó ở với nhà mình, gia đình mình từ nhỏ tới lớn, kể với cha mẹ mình đó, cho nên mình rất là thương Mai với ông Tèo. Đó, thì Mai là em ruột của Lý Tiểu Tèo á. À, gửi cho đứa nhỏ nó tên là Nhi, đứa nhỏ như nó sinh 7 tháng rưỡi, Nhi sinh có 7 tháng rưỡi, Ân cũng sinh thiếu tháng nữa. Nó mà Ân thì bà nội giữ tới chừng cháu gái này đó, thì bà nội cũng mệt rồi mà ông nội cũng mất rồi, cho nên nó là phải gửi baby sit mấy bạn. Mà nó đi làm mấy bạn, gửi baby sit nó tốn tiền lắm lần đó, tội nghiệp Mai lắm. Nó cứ kỳ nó đi làm thì nó đi làm cho chị Kim Tiến chứ không ai đó, chị Kim Tiến mà đó chỉ có tiệm nail, nó đi làm cho chị đó là weekend nó thứ bảy chủ nhật nó làm. Đó thì cũng nhờ là chỉ là bạn của bà chị Bảy mình, cho nên nó cũng được vui vui dễ chịu lắm chứ, dễ rất là dễ thương. Đó cái nó gửi Nhi hai đứa cha con hai đứa con cho mình. Đó thì thằng Ân thì nó dễ rồi, nó lớn hơn, còn Nhi thì nhỏ hơn tuổi rưỡi vậy đó. Nó đi nó lượm một cái miếng giấy rớt, thằng cái cọng tóc rớt hay cái gì rớt trên sàn nó mới lượm được á. Nó cũng chạy lại nó nói với mình, nó bà Út ơi con có thể là lượm cái cọng rác này rồi con đem con bỏ thùng rác không. Nó hỏi nó nói riết suốt ngày với bạn mình á, nó muốn nằm nghỉ đó, kêu nó ngửa chăn nó nằm ngủ, nó đâu có ngủ, nó không ngủ thì làm sao mà mình ngủ. Trời ơi, mình mình về mình kể với trên Mai nghe, nó chỉ trời ơi, nó lễ phép một cách là quá xá đáng luôn. Mà nói với bạn nghe, chị lấy phép vậy đó, chị không có xả rác, chị đi lụm rác á, nhưng mà chị ăn kẹo Superdome thì chị nhát dưới cái ghế salon của mình á, chị chơi vậy đó. Chị Sáu mình chị mắng vốn cười gần chết luôn, chị nói trời ơi sao giờ nó có kẹo cô Su, nó đâu có ai, đâu có đứa nào nhà không có đứa nào ăn, mà con Mai có thật. Bữa đó mình tức cười vậy thôi, mình gỡ ra thôi, rồi mình lấy miếng giấy cái mình lấy cái miếng giấy cái mình dán cái kẹo cục cao su lại đó cho nó không dính chỗ người khác đó. Mấy bà tiểu phú bà mới vừa đi ngang, mình đi mình quay, mình lật đật mình quay vô trong góc điện, mình sợ trúng mấy người đẹp mà đi giữa đường, tôi quay trúng bà ráng chịu, tôi chiếu ngoài đường chứ đâu có chiếu trong lề đâu, phải không? Đó thì để nói với mấy bạn đó, nãy nói với anh Lê đó, mình bực lắm, mình mới không có vô công trường Alpine, mình giận mình nô lên lắm nha, mà mình không có đâu mình giận đó, thì mình chỉ nói với ảnh thôi. Bởi vì đó cái lý do là tại sao mình bực mình đó là bởi vì ổng cứ cái chuyện gì đó ổng không có nói, nô lên nói ổng vậy thì ổng sực lần kia liền, ổng không sực ổng cứ kêu mình nói không. Thì mình á, đâu đó là mình đi làm việc rất là rõ ràng, mình đi làm mình nói với mấy bạn với employee là mình á là người ta chỉ được có một lần một trong năm thôi hoặc là nhiều năm, mà mình mà tháng nào cũng employee là mình á, tại vì mình nó một năm mình được ba tuần nghỉ bệnh, 3 tuần cái nghỉ phép vacation á, tức là 1 tháng rưỡi đó, mà mình không nghỉ ngày là vacation mình cũng đâu có nghỉ, mình đi làm không đó, cho nên những cái tiền đó là nó accumulate, tức là nó tiếp tụ từ bao nhiêu năm, 13 năm mình làm cho ngân hàng, là cái tiền đó là nó trả cho mình một số tiền rất là lớn, tiền mặt ở ngoài đó là 13 năm overtime, mà tháng nào cũng đi làm thêm 4 ngày ở trong đó là overtime và trả lương, còn mình lãnh lương năm chứ không có lãnh lương, mà không có lãnh lương giờ đó, cho nên mình mới có tiền. Mà lúc mà mình chơi stock là cái tiền mà dừng thưởng ở ngoài đó, mình nghĩ là cái tiền đó là cái tiền mặt đó, thì mình mất là mấy tiền đó thôi. Chứ còn cái tiền mà mình bỏ vô trong cái tiền lương mình trích ra đó là 10-20% bỏ vô cái tiền hưu cho mình đó, có là tự mình mua mình bỏ vô thôi chứ không có mơ đó là mua là cái tiền mặt đó, tại vì mình 13 năm mình bị nghỉ làm đó, mình tình nguyện là mình bỏ việc đó, chứ còn dọn đi mà hoặc là đi Chicago hoặc là đi trên chỗ mà Venice là tốt cách nhà mình 3 tiếng lái xe nữa thì thôi, thì dọn nhà lên đó ở, mà gia đình mới qua được có chừng 3 năm mà mấy bạn là mấy đứa nhỏ nó còn chưa ra trường high school nữa thì làm sao mà mình bỏ gia đình mình đi được. Thì chính mình lúc đó chỉ không có cái bằng lái luôn, thì ai đi giao đồ trên lot, ai đi nhận hàng, ai đi giao đồ cho thợ may đó, rồi đủ thứ chuyện gì mình phải làm hết rồi. Cho nên nó có nhiều người họ nói đó mà họ không có suy nghĩ, thì mình nói đó lý do tại sao mà mình nói những cái kinh nghiệm đau thương, mình sống như thế nào, mình làm sao mà để mà mình được tồn tại trên cái xứ Mỹ này đó. Phải nói là mình là một cái người rất là có ý chí, có chí thì trên đầu tôi không có, nhưng mà cái đầu óc của mình á thì đó là mình nó làm không có chịu thua, không có chịu mà để cho người ta khi dễ gia đình mình hay chị em mình, không có, mình ráng. Ví dụ mình nó hỏi tại sao có nhiều em đó là ví dụ như vẫn chơi tôi một cái nickname thôi. Ví dụ như giờ em lấy biết bao nhiêu cái tên này để cho em lấy, vì em lấy cho cái tên của em, cái nickname của em là gái điếm, mà em là một người đàn ông đó, thì mình cũng không cần biết em bên Việt Nam làm gì, mà mình thấy đó em cũng không có phải là một cái người mà đói cái gì này nọ, là con trai mà
mà nói là gái điếm cho dù mình có ghét ai đi nữa đó, nhưng cái đầm điếm nó có nhiều người điếm chứ cũng rất là nhiều hạng điếm mấy bạn ở đây đó, ở Mỹ đó điếm nó cũng có hành nghề được đó đó, nhưng mà bạn hành nghề đó bạn phải có cái giấy phép nha. Cùng lao động người ta nói là cũng có cái lỗ, trong cái lỗ thì mình cũng, con người ta thì cũng có hai cái lỗ, một cái lỗ trên, cái lỗ dưới, thì mình sử dụng cái lỗ trên nó nhiều là vì gì đó, mình có thể có những lời nói đó mấy bạn. Bạn có thể dùng những cái lời nói đó mà bạn có thể khiến cho một cái người đó chết, mình làm đau lòng người ta có thể chết được đó. Thí dụ như mà do chất lượng là ông khủng binh ở bên tờ nó vận động con cuốn chí đó, thì mình biết mình thì mình đọc cái bộ đó chỉ có 8 lần thôi, thì mình chỉ nhớ một vài chuyện chút xíu thì mình vẫn chơi đó. Ví dụ như hồng binh xích bích làm sao, rồi mượn gió đông thổi làm sao, thì mình cũng nói chơi và cho vui cho biết. Thì chú Du lúc đó đó thì cùng mà Tôn Sách là anh của Tôn Quyền ở bên nhà Tôn Ngô nha, thì cái đó là ổng đứng trên ổng chửi thích cái thằng kia cha Chu Du mà ông Khổng Minh á, thì ổng dùng có mấy lời ổng nói khích cho thằng Tôn Sách cũng chết, Chu Du cũng chết luôn, té ngựa mà kêu mà rồi đó chung mà đó là nói không lợi người ta rồi tức chết. Còn mình á thì mình không có nói, mình không có cãi lộn gì với ai, mình nói chuyện mình coi mình xem để mình biết những cái cách xử thế nó như thế nào đó. Bởi vậy ba nhà đó là nhà Ngô, nhà Ngô, nhà Ngụy, nhà Hán của ông Lưu Bị đó nha. Lưu Bị là Khổng Minh Phò, Lưu Bị là Quan Công, rồi Trương Phi là ba anh em kết nghĩa vườn đào, người ta nói tình đồ này gì nọ đó, làm gì là ai nói gì nói, nhưng mà mình xem ra đó là mình đi coi để mình biết những cái cách xử thế đó, ai nói cái câu gì hay thì mình cũng nhớ đó, chơi cho vui vậy thôi, cho vui là vui cửa vui nhà, mình nhắc vậy thôi. Anh ơi chị, anh coi ảnh thì anh cũng có coi bộ đó, anh cũng coi sơ, anh cũng có coi, cũng có đọc tiểu thuyết rồi này nọ đó, là phải như vậy mới học được tiếng Việt mấy bạn, còn mấy bạn không đọc sách là mấy bạn chết luôn á đó. Mình thì mình tiếng Việt của mình thì mình nói thì giỏi đó, chứ mà cứ viết tiếng Việt thì thôi cũng đã lủng củng rồi đó. Anh Lê thì văn anh viết rất là hay nha, cái tiếng Việt đó mặc dù ta không rành gì nhiều, ta chỉ học một tuần lễ là có bao nhiêu giờ tiếng Việt thôi, cho nên tiếng Việt đó thì bỏ dấu ngọ hỏi dấu ngã rồi đó cũng tùm lum tà le đó. Cho nên khi mà đi thi đó là đi thi, mà nếu mà anh đi thi Pudusky hay là đi thi những cái trường Chu Văn An đồ này nọ đó, những cái trường công là anh thi anh không đậu mấy bạn. Ảnh đi thi là thi vào trường Cơ Mẫu Thủ Đức đó, ảnh mới đậu được đó là nhờ đó, là tại vì nó ABC khoanh không à, mình cũng vậy đó, mình mới đậu đó. Thì nói cho ngay thì ở nơi đó cái môi trường nơi đó đó là nó mới đào tạo nên là cái con người mình với anh Lê nó rất là đặc biệt, nó không giống ai hết à. Bởi vì tụi mình cảm thấy hai đứa mình nó sẽ lớn lên từ một cái môi trường sống mà tập thể, sống mà nó đồng đội, tinh thần đồng đội đó, cho nên mình đã quen cái gì đó là phải hy sinh, mình giống một cái người hướng đạo và bằng lạc trong rừng đó. Đó mình cũng biết tự sinh tồn, cũng biết nấu ăn, cũng biết vẽ cái đường đồ đi ra nhắm cái hướng như thế nào. Cái đó là tôi học từ đó chứ không phải học từ gia đình Phật tử đâu nha anh Lê. Là mình học từ trường Cơ Mẫu Thủ Đức đó, phải nói mình rất là hãnh diện, mà hồi đó mình nói thiệt á, mình sợ cô mình nó cô Kim Sơn. Cô Kim Sơn bây giờ là bà xã của thầy quản, hồi xưa là hiệu trưởng thứ ba của trường mình á. Thầy rất là hiền, thầy dễ thương lắm, mà mình nó phải nói là một cái người thần tượng, một cái người đàn ông Việt Nam mẫu người đó đó, rất là tuyệt vời. Thầy dạy cho mình học nhiều ở từ thầy quản nè, mình học thầy Nhự nè, thầy Nhự là thầy dạy mình kiến thức xã hội, mình rất là thương là quý thầy, cho nên á là mình vẽ cái bản đồ Việt Nam quẹo quẹo quẹo, thầy quẹo vẽ con đường nào mình vẽ con đường đi, cái đường đó cái núi sao ẹo ẹo cái đường hình chữ S nha, thầy vẽ rất là đẹp, mà cái hình ảnh nước Việt Nam là luôn luôn ấn tượng trong lòng mình. Và khi mình học vạn vật á thì mình học á là ấn tượng nhất là học cô Trần Thị Tuyết ở bên, hiện giờ cô bên Toronto, bên như là bên Quebec, bên Canada đó. Mình rất là thương, rất là thích cô, cho nên nó là mình đã vẽ trái tim, vẽ não, vẽ này đi kia ra, tại vì tụi mình là phải thực tiễn, tụi phải đi mổ tại chỗ có phòng thí nghiệm nha bạn. Có kính hiển vi bạn nhìn bạn vẽ đó, mà mình vẽ cái trái tim, tâm thất nhĩ, tâm thất phải, tâm thất trái này kia, mình rất là giỏi vẽ những cái đó thôi, chứ còn vẽ hình vẽ cảnh thôi mình không giỏi đâu. Đó, mình không biết đâu. Nãy càng nhằn mình bực mình không thèm dòm đó, mình đi chỗ khác nè, ổng biết rồi. Bây giờ chút mình nói tiếp nha. Đó cho dù cái chết nhỏ nhỏ vậy đó là mình cũng quay lại mình lo đó, mình làm rồi. Ngày hôm qua mấy anh kia đó làm ở đây 8 tiếng đồng hồ. Đó, nhưng mà mình nói đi làm cái này đó, mình không có, ngày hôm qua mình đi đổ công trình mình không tới được, thì mình để cho mấy anh làm rồi mình qua mình xem thôi. Rồi mình đi về. Đó, rồi bữa nay làm cái phát này, giờ mình đứng đó mình làm xong rồi anh lấy cái sample đó thì mình sẽ chở cái sample về luôn mấy bạn, chứ còn mình không biết chừng nào mình trở lại. Mà cái này là trong vòng 24 tiếng là mình phải lấy đi đó, chứ không thôi là
nó phạm luật, cho nên mình phải đem về để mình thấy ở trong cái hồ nước của mình đó, mình có mấy cái thanh đó mình thấy đó mình ngâm, cho tới khi mà mình đem xuống cái phòng lab, cái đó là initial curing rồi, nó như vậy đó, mà giữ trong cái nhiệt độ từ 62 độ cho tới 72 độ đó. Đó, cái ông nói chuyện với đàn ông thì ổng nhẹ nhàng á, ổng gặp mình á, cái ổng cằn nhằn ổng nói, bởi vì hỏi sau đó mình ghét á, mà mình không có nói chuyện với anh đâu. Mình á là đó, phải nói là đâu đó là rõ ràng mình làm trong cái xã hội Mỹ, trong những mình làm chuyên môn, mình làm cho người Mỹ thôi. Bởi vì cái tính tình mình y chang như Mỹ à. Mình á nói đâu một là một, hai hai, chứ không phải là hai cộng một là ba, hay là hai với một á là 21, là không phải vậy. Mình đâu đó là rõ ràng nói có sắc mất có chứng, mà đâu đó là phải là chuẩn mực đó. Bây giờ mình là con người toán học, mình là viết program, mà mình là cái người viết lập trình, mà khi viết lập trình đó bạn làm á, thí dụ như cái lập trình đó khi bạn viết nó có cái lỗi gì đó, bạn compile nó lên, bạn upload nó lên đó, rồi cái máy nó chạy không được. Thí dụ như bạn làm cái do while loop đi, để mình nói vậy thì cho những cái bạn mà viết lập trình bên Việt Nam thì nó hiểu như thế nào. Mình học rất là nhiều ngôn ngữ đó nha, cái bữa nào mình cũng viết cái nào mình cũng làm này làm kia, vẽ đó bằng trên computer mình vẽ được á, mình vẽ những cái lập trình đó, mình viết cái này kia. Thế giống như bây giờ một cái chiếc máy bay bạn lập ở từ dưới đất vậy này, bạn muốn cho nó bay lên, bạn phải vẽ nó bay lên, bạn tô màu nó, đổi màu nó kia đó, vẽ làm bằng computer đó mình làm được đó. Đó thì khi mình làm đấy, mình nói bạn nghe, khi mà cái đuôi quay lốc mà nó cứ lập đi lập lại giống như là cái con người ta cà lâm chứ gì, thì đó là nó là tức là cái hình thức bạn tạo thành cái con virus đó, đó một cái con bất đó, nó đi vào trong cái bằng mình có thể viết bằng cái code, bằng cái hardware code nữa, cái assembly code đó, đó rồi những cái code khác rất là nhiều. Fortran mình cũng học, từ C++ mình cũng học, nhưng mà đây học cho biết chơi vậy thôi, chứ còn á cuộc đời mình á, nếu mà mình học mà cho dù mình ra trường đi nữa, mình cũng không đi làm, mình không hề đi làm về cái ngành mình học mà ba mình nói đó, hoặc là mình là bác sĩ mà phải bác sĩ giải phẫu nha. Nhưng mà do là sao, khi mà mình bệnh rồi đó là có những cái nó thay đổi với bạn, với lại cái điều kiện lúc đó đó là anh công càng là ông cũng muốn cưới vợ, anh Tám mình thì cũng có vợ rồi, cũng có đứa con rồi, mà qua bên đây thì ba mình nó lại bệnh, ba mình mất, không phải là ba mình bệnh mà ba mình nó đột quỵ là tử vong liền đó, mình chỉ còn bà mẹ lại nằm trong nhà thương nữa, thì ở mình nó chẳng đặng đừng, cho nên mình mới bỏ học ngang. Bỏ học ngang không có nghĩa là mình dốt, mình không có biết đâu, mình rất là ham học hỏi, cho nên mình ông Tông Càng thì ông tức là mình không có chịu đi học tiếp tục đó. Học tiếp tục rồi nếu mà ông lo cho gia đình ông đó thì là mình sẽ học được tiếp tục, rồi ai lo cho bà chị bảy mình, ai lo cho bà chị chín mình, ai lo cho thằng Tèo, không ai nghĩ tới chuyện đó. Rồi tới chuyện 19 người bên Việt Nam qua đây này, rồi ai mà bao nhiêu đi, mình đi qua đây 10 năm gia đình mới qua được, thì 10 năm đó gia đình mình sống bằng cái gì đó, ai nói đó là tự họ hỏi, là họ nhìn cái kiến, họ nhìn vô trong cái mặt đó nói đó nha, tự họ là co hiểu coi nó như thế nào, coi cái cảm tưởng mình nghĩ như thế nào. Cho nên mình á thì mình không có muốn là gia đình mình nó thua thiệt gì với ai, cho nên hy sinh thì phải hy sinh thôi, nhưng mà cái đó là có một cái sự hãnh diện, cho dù thời gian đi trở lại mình cũng sẽ làm y chang vậy thôi. Nhưng mà rồi đó thì mình chỉ mong muốn là những người đó là đó, ví dụ như mình sống ích kỷ, mình nó không làm thì đừng có kể lễ rồi này kia, mình cũng chẳng có kể lễ gì đâu, mình đối với lại gia đình hay lại đối với xã hội này kia đó mình cũng rất là vui. Mình nghĩ đó là một khi một cái ngày mình đã cho đi đó là mình không hề tiếc nuối gì hết đó, nhưng mà bây giờ mình cũng phải lo cho bản thân mình nữa chứ bạn, chứ không lẽ giờ cháu mình nó lấy vợ lấy chồng rồi giờ nó có cháu nội cháu ngoại, mình cũng phải tiếp tục để mình nuôi tiếp nữa. Tôi đâu có ngu dữ vậy mấy em, tôi cũng học không có nhiều như mấy em vậy, chứ mà tôi cũng có được trí chút đầu óc, tôi cũng đầu óc dế vậy thôi. Cho nên giờ là tôi về trên đây tôi ở đó, tôi ở chơi với ảnh ương với các ké với lại này nọ đó, nhưng mà tôi cảm thấy vui, bởi vì đó mấy em đó không có nói được cái tiếng với tôi, thành ra không có buông mấy cái lời đọc làm cho tôi buồn đó. Rồi bây giờ đó mình vui được là mình có được mấy em mấy con mấy cháu gì đó, nhưng mà thôi mình kêu mình bằng anh chị là mình cũng vui rồi. Thì mình sống cái cuộc đời mình đó nó rất là bình thường, mình thấy cái gì mọi thứ nó bình thường, mấy bạn đến rồi đi đó nó. Nhưng mà mình khi mà mình tới nhà thầy Quân thì thầy cô tên nhà thầy với cô Tần nó có viết chữ cái đi đâu mua về cái đó thằng chưa thỉnh về cái tấm tranh nó kêu là đã đến mà đã về. Mình nói thì không, tôi đã đến mà tôi chưa về, bởi vì tôi còn ham vui lắm đó. Đúng là mình rất là chơi chữ, là mình nói là tôi đã đến mà tôi chưa về, bởi vì đời nó còn rất là nhiều vui, nhất là mình gặp anh Lê còn chưa có trả nợ hết cho mình nữa. Ông Tấn Khu ông đưa cái nguyên cái bàn tạ của ông cho mình coi mình xem. Rồi thấy ông lắc cái nãy đó là mình ai biết nó.
đó. Rồi bây giờ đó mình tức mình thực cho anh này, anh giờ anh không có dám lợi mà giỡn cợt cho mình nữa. Anh Ngô lên nè, anh nói mấy bạn nghe nè, lúc đầu tiên anh mới vô làm anh rất là sợ là bị đuổi việc, bạn biết không? Mình mà mình nói thật với mấy bạn đó là mình đó là hiền thì hiền, mình khó tính, mình chỉ khó với bản thân mình thôi. Đối với mấy ảnh cần việc làm, anh là chuyển già rồi, nhưng mà ảnh từ bên Iran ảnh qua nay là mới có 5 năm nay thôi, tiếng Anh thì nó không có giỏi gì, nhưng mà tiếng đó đó ấy đó, nhưng mà cái bữa đích đó là anh cũng giỏi lắm á. Mà nhưng mà mình nha, tôi không biết bữa đích á, tôi đâu, tôi nói thẳng tính á, cái người tôi đàn bà Mỹ bằng Việt Nam, nhưng mà cái tính tôi giống Mỹ lắm, tôi nói thẳng thôi, chứ còn tôi không có chơi cái kiểu mà đây là tôi có cái cú đấm tôi đấm cũng được tôi yếu lắm, tôi đấm cũng được mấy anh ơi, tôi đá cũng không được nữa. Coi nói chuyện với tao ngồi dưới ngó lên trên coi coi nó tôi nói là tôi phải đứng dậy, tôi nói tôi nhìn thẳng vô cái mắt anh, tôi nhìn không đúng ruột anh, nói là tôi đã nhân đạo lắm rồi. Mình nói là một, hai là hai, cái lời mình nói là mình làm cái gì là mình đã viết ra sẵn rồi, cho nên mình không bao giờ quên. Bây giờ mình không nhớ ha, tôi nhớ làm chi cho nó mệt cái thân tôi đó. Rồi bây giờ bắt đầu anh báo cáo là ngày thứ hai này đó, là bắt đầu bên Stratocota là anh bắt đầu anh lê blog nơi này nọ đó, anh cứ lên kệ anh đi. Nhưng mà giờ đó là chip lắm, làm á kêu mình làm nhưng mà không có muốn trả tiền mấy bạn, tức là report đó là phải viết là mỗi ngày lên đúng 8 tiếng vậy đó, nhưng mà đó làm mình chỉ viết một lần tới rồi lần đi ra thôi, cho dù làm đó 2 tháng cũng tính là hai ngày thôi đó, cái kiểu của mấy anh chip là vậy đó. Thì đó mình kêu thẳng với ảnh đó là mình xong cái công trình Alpine này và cái công trình bên Sarakota mình không có làm nữa, anh tìm người khác đi, mình xịt anh vậy đó. Cái đó là mình chửi trong đầu nó đó, là mình biết đó, như biết là chủ của nó, thằng boss của nó, thằng sao đó nó không bao giờ là tha cho mình đi đâu. Năn nỉ riết là anh Lê rồi anh thấy thương, anh thấy tội nghiệp thằng đó, bạn biết không? Nhà nào nó cất cái nhà này, cái căn ở Alpine này nè, phía dưới ở cái đất đó nó mà nặng trình trịch vậy đó, mà nó ba cái đà ngang cái bim là cái bim bự đó, mà nó không rẻ đó mấy bạn, nó quên thì cứ đổi đó. Cái nhà chủ nhà họ muốn đổi này đổi kia cái nó đổi cái nó quên đó. Mà thằng engineer bữa có sao là nó rất giỏi nha, nhưng mà nó ấy, nhưng mà mình không muốn làm mất mặt cho anh Lê, anh chỉ kêu anh nói đó là anh kêu thằng Oscar này nè, Oscar này nó ngày nào nó cũng bị lộn với thằng Lê Minh, nó tức lắm, nó nói á là nó muốn này muốn kia này nọ, nhưng mà thí dụ như mình muốn bởi đất chủ nhà mình muốn này nọ, nhưng mà mình phải nói cái gì nó cho nó bởi vì cái người chủ nhà đó họ có tiền, nhưng mà về hiểu biết thì những cái đó, cái nghề xây dựng đó là phải nói đó là mình đó, là như anh Lê là kiến trúc sư, ảnh chỉ vẽ ra anh phát họa rồi cái tay anh tò mò cái thằng này nó vẽ làm sao, cái thằng này vẽ hay hơn này kia, cũng cái nhà đó cái mẫu nó như cái đó như khách họ muốn vậy, nhưng mà mỗi người kiến trúc sư một cái phát họa riêng. Mấy bạn mình kỹ sư nó, thằng kiến trúc sư nó phát họa vậy, nó design là từ cái xây cất làm sao, từ cái planter được cái đồn sau, cái mình muốn về green thì nó làm sao, về giống như cái cây xanh này thì làm sao, và muốn về những cái solar panel hay là những cái kiểu trung đông này nọ đó là kiến trúc sư nó làm. Nhưng mà về cái kỹ thuật á là thằng structural engineer là mực cốt á đó, mực cốt hôm nay cũng 50 tuổi rồi, mà nói với bạn nghe nó, bởi vì mình nó thì cũng không có giỏi gì, nhưng có cái mình nhớ dai, ai chửi ai gì đó mình nhớ dai lắm mà mình không có học lại nó thôi. Thì kỳ đó nhưng mà mực đó mình không có học lại đó, tới khi đó là cái hãng đó đóng cửa rồi mình mới nói, mình nó nói vậy, nó muốn mày làm cái nó, nhưng mà thôi hey, tao tôi không muốn cho ông liên làm với ai với ông hỏi sao hết, nó hỏi sao vậy, nó tụi bay trả tiền chip quá tao đâu thèm làm đó. Nó đi xây nhà thì nó xây cho tụi celebrity, tụi nổi tiếng vậy đó, nhưng mà nó trả mình chip. Ê mày chip thì mày ra mày chạy trời mày kiếm, mày tìm một cái thằng mễ nó ra nó làm, mà bất cứ giá nào nó cũng làm. Còn cái giá của tôi là rất là nhân đạo, bây giờ là người ta tính 350-400, tôi tính 300-600 thôi đó đó, nhưng mà đã còn trả giá bởi vì hỏi với mình mới hỏi nó chứ ơi are you true, nó sao mày biết vậy, trời ơi vì true nó chip quá cho nên tao biết vậy đó, thì mình nói ngay thẳng ngay mặt đó chứ mình đâu nói sau lưng thế nào đâu đó. Thì ông Lê là ông nghe mình nói vậy, ông tụi kia đó thì nó ngán mình lắm, ông mới nói đó là đó mình tranh ra để mà mình làm boss, mà thực sự ra mình ở Mỹ mình làm boss người ta đó, chứ mình không có phải đi làm cu ly đâu, mà tại vì mình không phải như em Hướng nói mình khiêm nhường chị ngẫu đời chứ khiêm nhường khí khô gì. Giờ đứng quay đưa cái mục đích lại cho mình, không dám đưa mặt ra mình thực nữa, mình tức có mình thực trong mắt liền, nhưng mà nó không có dám nói với thằng boss đó đâu, bởi vì đó là nó hỏi thằng boss nó hỏi mình á là hai ba thằng quản đốc công trường như nè, nhưng mà nó làm nó không biết làm gì, bạn đi theo có hỏi mình riết à, nhưng mà mình không có thì giờ, nó gọi mình nó sáng thứ hai mình phải có mặt ở đây là 8 giờ sáng, tức là 5 giờ sáng nhà mình phải đi rồi, mà 11 giờ rưỡi nó tắt qua tạc ra làm sao không nổi, tôi còn sao mà tôi ngủ được, mình không tức làm sao, cứ mình nó hỏi chứ ê
nó lên. Cái tụi hấp cô tuần sau đó nó có trả tiền ông ngày thứ bảy chủ nhật là mua bà thai có trả không? Nó không. Đó thì mình mới nói mình đã đi làm cho Diêm Ly đây nè. Có nhiều cái là mình đâu có ăn tiền đâu, mà trừ khi nào đổ công trực nhiều á thì mình mới ăn tiền, giống như bữa nay là mình đi chơi theo ảnh, đi chơi khỏi tốn xăng vậy thôi, ảnh lái xe là mình chỉ đường ảnh đi giống vậy đó. Ảnh nói chứ tao cần chỉ đường ảnh biết rồi, hôm mà sáng này tao biết là tao cũng đi lạc đường đấy, tao cũng chạy hút á. Hỏi tại sao mà mình ảnh chạy hút mà giận mình vẫn cho dù không bật cái GPS mình cũng đi được, nhưng mà nếu là không gọi gã đó thì mình đi được. Nhưng mà nếu mà phải đi lên đây đúng giờ đổ công trình á, rốt cuộc mình chạy lạc á, cho nên mình mới trễ 15 phút chứ không thôi là mình không có trễ đâu. Cái để nói với bạn nghe, cái mà chui vào trong cái đường đó thì cái đường hồi xưa cái đó là cái đường Miêu, mình hay đi làm trên đó thì mình đón đường mình đi, mình cứ nhìn ở đâu mà trời mình nhìn núi mà bữa nay bữa nào mà ông mà giật mình cái là mẹ ông cho mây mù che phủ rồi thôi, rồi núi rồi tôi không có thấy. Đó. Đi 60 về đi. Đổ xăng rồi nhưng mà về đó em đi coi cái đường lô coi nó có gì sale ngày thứ 6 nè. Em chơi nước qua sơn chút rồi em đi về thôi. Nước qua đâu? Ở đường lô, đường lô. Coi có bông gì không mua về trồng, còn không chạy luôn về cũng được nữa. Chạy luôn về rồi anh lấy xe xe buýt anh đi mua phân đi. Mua cám gà, mua giờ. Ở tới đây mình mua ba. Trời giờ nhắc ra cái nhớ đi mua cám gà. Đó thì nói với bạn đó là làm cái gì cũng vậy đó, là cái đường đi gì đó mình nó không có nhớ gì trong đầu đâu, phải nói đó là mình học của gì tư pháp, mình có chỗ cái gì đó mình cũng viết xuống, mình muốn cái tài giấy viết nháp đi thôi, mình cần làm gì trong đầu óc là mình đã có rồi, nhưng mà có cái gì trong đầu óc đó là mình cũng phải trình bày, mình xin ông chủ cái ông tài xế ông lái xe đó, xin ông đó là ghé chỗ nào ông đồng ý là mới được ghé nha mấy bạn, chứ mà không đồng ý là thôi là chết với mình. Mà ông chỉ biết có mình thôi, ông không có để ý tới cái khác đâu, là tại vì cái tính người ta đó là cái người ta là chính nhân quân tử đó, người ta chỉ biết có vợ người ta thôi, hồi trước thì ta không có vợ thì ta không cần thương ai hết nha, ta cũng không thèm bạn gái luôn đó, nhưng mà giờ ta nghĩ là cái người đó là vợ người ta nên ta thương. Ôi bà, chừng người ta rảnh bắt đầu nhìn ngang cho ông nhìn ngang nhìn ngửa thì nói thiệt thôi, mình như nói thiệt giờ mình mình đã vì kia và đã nói vì thai rồi đó, là nói thiệt em không có thèm để ý cái gì đâu, anh đừng có do. Đó, nói cái con đường xanh xế này nó rất là đẹp thấy chưa. Đó, mình nói với bạn chứ mình có rất là nhiều cái con đường đi rồi này nọ, nhưng mà tại vì mình chưa có thì giờ để đưa mấy bạn đi, khi nào công chuyện xong rồi mình thư thả mình đi. Nói thiệt á, mình đã thấy cái công chuyện tình này sắp xong mình mừng gần chết, mà anh Tân vẫn còn kiếm chuyện với mình nữa. Nó nói chứ nó không có thể nào mà mình không có thể nào bỏ nó đi được. Trời đất ơi, ông đâu phải chồng tôi đâu mà tôi bỏ không được. Cái ông chồng tôi đó thì ông nói gì tôi nhịn, chứ mà cái kiểu mà cứ nói cái dụ mà nói mà trên đầu mình mà tụi nó nói, mình nói mấy bạn nghe nha, tụi mà Do Thái với cái tụi mà Iran Thổ Nhĩ Kỳ đó, nó ở trên đường đi là nó giàu lắm lần đó, nhưng mà nó giàu thì kệ nó tiền nó ăn, còn mình thì tiền mình ăn chứ, mà mình còn không có thì giờ mình ăn nữa đó. Ngày hôm qua đi về đó là còn phải hâm đồ ăn cũ lại ăn, hâm tô mì lại ăn, rồi cái mình có luộc cho anh hai giấc mì anh ăn, còn mình hút miếng súp thôi, rồi mình tụt mình đi ngủ rồi mỏi quá rồi. Ngày hôm qua mình mới tới gần 15 tiếng trên đường á bạn, đi về luôn á đó là từ quá rồi. Mà ý là sáng nay đó là tính là không có đi làm, đó là mình thấy mình được ở nhà chơi, mình làm đường, bữa nay trời ấm nè, mình muốn trồng mướn cải bè xanh với lại cải ngọt này của mình đó, mình muốn làm đó để phá vỡ cái ước muốn của người ta rồi. Chạy lật đật chạy lên đó là không có kịp ăn, mình chỉ hút được có một cái chén súp nước súp thôi à, không có thịt thà vậy nè, để lật đật lên chạy cho lẹ chứ còn không kịp đem theo đi làm với khuấy được đi cà phê, chỉ có nhiêu đó thôi. Mà mới giờ ra nói với anh ơi, giờ đi chạy lên đây ông nói hồi nào nó sao không có báo trước, mẹ báo trước thì ông chạy lên em nói thằng đó đi, thì nó thằng gì đó Oscar nói 10 giờ thì mình nói 10 giờ mình chạy lên đây trúng 10 giờ 15 không có cái gì hết. Thì anh chạy vô theo lời nó, ủa sao không có công trình thì mình cũng có test cho Oscar rồi. Ảnh nói khi mà tới đúng giờ hẹn vậy đó mà mình không có mặt ở đó nha mấy bạn. Là ổng cần nhận là tụi mình rất là strictly, là luôn luôn giờ rất là giữ đúng vậy đó. Còn ngày hôm qua đi đó 8 giờ đổ công trình đó thì 5 rưỡi nhà mình đi rồi. Là thường là cái giờ sớm mình đi như vậy đó là nó không có bị kẹt xe mấy bạn. Nói là 8 giờ chứ là đúng 8 giờ 10 giờ 15 đó, để cái xe nó mới thứ nhất mới vừa tới thôi. Đó thì mình lên là cũng vừa kịp đó. Vậy mà nó nói chứ lần nào mình cũng đi trễ, mình nói vậy là mình chết, ổng nói vậy là chết chứ mình đó, mình đoàn liền đó, tôi đá đất cho một đá cái chân tôi đá hai cái tay tôi cũng tát cái mặt ông cho ông biết đó, là Laura là thứ thiệt đó, chứ không phải là dễ cho ông dẫn mặt đâu. Tôi là người đồng bào Việt Nam đấy ông à. Mình nói như thế này, mình nói nó lên
cái ngày thứ sáu tuần rồi đó là mình khai tội, và ngày thứ sáu tuần rồi đó là đó đi hai job làm đó mà cancel, không nào nói mình chạy lên 5 tiếng đồng hồ, đứa nào nó trả tiền cho mình, đứa nào nó trả tiền xăng cho mình, phải không? Đó thì đó là im re không nói đi về không, nhưng mà mình đâu đi về không, thì mình còn làm nhiều job nữa là ông, mà tụi nó cũng biết, nhưng mà nói mình đi làm là mình nói mình đi làm, bởi vì nó phải báo cho mình biết 48 tiếng đồng hồ chứ không phải nói là đâm ngang nhộng nha. Mình nói tử tế lắm đó, là tại vì chủ nó đó là bạn của mình, bạn của Lê, cái mà nó đó là đó, khi mà mình giận mình tức đó, mình chửi nó, mình nói nó, mình cằn nhằn nó đó, thì nó im re, nó ngồi nó im re, chứ mà nó dở giọng do thái chứ mình đá đít nó liền á, mình không có ngán thằng nào đó. Cái tính mình nó là như vậy đó, nhưng mà nó sợ là tại sao mà nó ngán mình, bởi vì những cái thằng mà chủ tịch mà cái hội mà tụi Iran ở đây đó là cái là mình nói thẳng ra luôn đó, rồi đó, ông bố của anh đó đó là hồi xưa đó là làm một cái tiệm, là chuyên môn làm một cái chain nó về cái quần áo của phụ nữ mà hơi lớn, hơi to xác chút xíu á, tức là sở 13 trở lên á. Thì sau này á, con trai đó là lên làm, anh làm riêng cái chain của ảnh đó, mà ảnh giàu đó, anh mua tới một cái bên riêng cái nhà đó 141 triệu đó, mình nói vậy đó. Thì mình nói mà chính xác là tên nào bây giờ mình coi đó, mình làm cái gì mình cũng học hỏi thôi, mình coi ra à bây giờ rằng con nó giàu vậy. Nhưng mà mình hồi xưa bởi vì mình đi làm đó, rất là nhiều, mình quen biết rất là nhiều với người Iran, người Thổ Nhĩ Kỳ, vì những cái người đó là họ qua đây là cũng khoảng cái một lượt với mình thôi, nhưng mà họ làm ăn, họ có tiền từ bên xứ họ đó mấy bạn. Mình đâu mình biết đó, mình biết rất là rành nghề, làm về cái nghề may mặc rồi này nọ đó, là nếu mà tiếp tục đó thì nó cũng được vậy, nhưng mà được mấy bạn ơi, nó không có đó bạn. Ví dụ bạn làm nó, bạn phải là designer, nhưng mà designer bạn phải làm cho một cái khách hàng đó, bạn phải vẽ ra mà vẫn phải repeat, tức là phải lặp đi lặp lại, bạn cứ kiểu mà giống như nhà máy in vậy, bạn phải có mà người ta order nhiều, cái bạn in tới doanh nuôi nhiều cái ấn bản đó thì bạn mới có tiền, chứ báo mà bắt được có một tờ thôi thì chết veo rồi, thấy không? Đó, còn bà chị mình á thì ta hỏi chứ cái mặc cái mẫu này đen, cái mẫu này mình có thể may trong vòng ngày nữa. Bà nói bà chị chính mình phải trả lời là I don't know. Cái nó kêu chị đó, nó nói anh không biết bà hiểu không? Là mày về đó là nói với lại tôi là nó nói là không có những gì chính mình mộng tâm càng nữa, ba chị em đi mà đó. Để ông nói ông là kỹ sư, ông nói nãy nọ, nó nói chứ tao đâu có cần kỹ sư, tao chỉ cần người biết may đồ thôi. Mà bạn coi không, mình để cho một cái người đó đó cũng không học hành gì và bằng cấp gì hơn mình, để cho nó nói vậy rồi ông tức lúc đó đó ông tức, mà ông chửi một câu bằng tiếng Mỹ mà ông nói lầm thầm cho mình nghe, chứ đâu dám nói với thằng Paul đó lúc đó nó làm manager cho cái hãng đó Kendrick của tụi ba tư đó mấy bạn. Thằng Paul nó là người Ấn Độ, thằng Paul nó cũng đẹp trai lắm, nhưng mà nó là nó đi dê mình nói thiệt á, dê mình á là đó, giờ nó hỏi mình chứ có feeling gì không, mình nói chưa có. Hỏi gì feeling á là tôi tưởng là mà hỏi chứ là sao feeling là sao, là bởi vì nó mà có mà thò cái tay qua nó ôm cái dây mình, mình cứ nghĩ cái đó là con bạn gái của mình mà nói vậy đó. Còn á bây giờ nó là con trai, nó ôm cái dây mình, nó dê mình á, thì mình á tao cũng tưởng tao là con trai như mày vậy thôi, nó cũng là cái da thịt thôi, giống như mình định con heo con gà vậy thôi. Là nói là nó chiều, cái chiều nó tiêu nghỉu liền hả. Cái đó là cái bài học mà chị mình dạy cho mình, gặp cái đứa nào mà nó dê mà cái đứa cái con dao là làm cái thập cái là nó không có dê. Chị bảy mình nó chỉ dạy cho mình vậy đó, cho nên mình nó rất là mạnh mẽ, mình nói mình không có để dễ dầu gì để cho mấy cha đó mà đi lạm dụng mình đâu. Rồi đó, chỉ có mình nó đi làm ăn á, mà manager cho hãng cắt hãng mai đó là chạy lên trên tiệm mình mời mình đi ăn, mà mình ngu gì mấy bạn. Thứ nhất là mình không có thì giờ, mình phải làm ngân hàng rồi băng buổi sáng mình về đó, nó cứ hẹn gọi điện thoại hoài, lâu ra tao muốn lên gặp mày này nọ, tao cần coi cái thích độ, tao muốn lên coi chị tao đứng đó, tao không có đó, tao đi làm. Nó nói chứ ủa vậy rồi tao tưởng là chị mới làm shop mai, trời ơi tao làm shop mai tao lấy tiền lấy gì tao ăn, thấy không? Mình nó là mình hên là mình đi làm cho, chứ mà mình đi làm cho Mỹ, mình đi làm cho nhà băng á, mà đó mình còn rồi đó còn đi làm shop mai nữa, vậy nó mà người ta còn nói chứ mà từ hồi mình qua đây có mấy tháng là mình đã đi làm rồi, mà người ta nói người ta nuôi mình 10 năm, mình nói mình đâu có ngục dữ vậy. Mình cũng chả phải làm chủ ngục, mình cũng chẳng có ngục gì tới nỗi mà mấy người đó phải nuôi mình dữ vậy. Đó, nói nổ cũng vừa thôi, chứ mình nói trời ơi, cái kho đạn thành Long Tri Hạ nó dọn dẹp lâu lắm rồi, mà tới sao giờ mình nó nổ dữ vậy đâu. Rồi cái phi trường B-52 gần nhà mình nó cũng dẹp mất rồi, bây giờ nó làm thành cái khu công nghệ đó cho Amazon, FedEx đồ này nọ, deliver cho khách hàng thôi, mà còn nổ dữ dữ. Bởi vậy đó, bây giờ người đó là khi mà nói được cái câu chuyện này đó, nói được cái trả lời cần gì nói với mình đó, thì cứ gọi điện thoại cho mình nói, hoặc là tới nhà mình nói, mình lúc nào mình không đi làm thì mình ở nhà đó,
chứ còn mình không có phải sợ gì giấu ai cả, thành đi chơi nữa, giờ đó là đi quá trời đất rồi. Ôi, ở đây cái hotel Plaza này cũng đẹp nè, đó đó cho mấy bạn xem. Bây giờ lại đi trên cái đường, đi lên cái đường Sunset đi về nè. Bữa nay đi lên đây được có 1 tiếng đồng hồ thôi, mà tính nó 8 tiếng đồng hồ, bởi vì 8 tiếng đồng hồ đó, bởi vì đó là cái công trình mình chạy lên đây đó, và anh chọc cho tôi tức thì tôi ăn 8 tiếng, mà anh đàng hoàng tử tế cho ăn bên 4 tiếng thôi. Đó, đó là lực của tôi là vậy đó. Tôi chỉ nói chuyện với những người nay thôi, còn những người mà muốn đi chửi lộn với tôi thì tôi chửi cho nghe đó. Nhưng mà mình phải nói là đối với người ngoại quốc đó là mình rất là khó khăn, chỉ có mình dễ dàng với người Việt Nam thôi. Thì trở kể lại đó, thì cái em đó đó thì mình không có tiện nói tên, nhưng mình nói vậy đó, em có giận thì mình cũng chịu thôi, nhưng mà mình sống rất là đàng hoàng, mình sống rất là mẫu mực. Nhất là mình không có nói người đàn ông với người phụ nữ đi, nếu mà người ta lao vào cái dòng mà người ta nó kẹt, nhưng mà nó cùng quẩn quá, túng quẩn quá rồi người ta cần phải đi làm để người ta nuôi sống gia đình, coi chừng anh này cái đầu là anh này đó, thì phải nuôi sống gia đình này nọ. Thì ở bên Việt Nam đó mình thì cũng biết có nhiều cô làm, mình nói đừng có nói tới bên đó, tới bên Nhật đó mấy bạn, những sinh viên du học tới năm sau năm 75 rất là khổ, cuộc sống rất là cao mà khó khăn lắm đó, có nhiều người phải đi làm điếm đó. Nhưng mà người ta làm điếm vì cái hoàn cảnh, chứ không phải người ta dùng cái đó là một cái đó là cái phương tiện, chứ mình không thể dùng cái đó làm cái cứu cánh cho mình, không nên đó. Mà người ta làm đã tội rồi, còn mình nó có cái gì mà vinh dự đâu mà để mà đi nói, mà đi bắn thân mấy bạn. Thì mình cũng có nói thẳng ra nó là như thế này, cũng là cái lỗ, cái đó giữa điếm và vợ nó khác như thế nào. Vợ thì nó có license làm vợ, còn cái điếm thì không có, nó là phi, nó trao đổi bằng cái tiền thì là điếm đó. Đó là như vậy, thì mình định nghĩa rất là rõ ràng khi mà mình nói đó. Em giận thì mình nói cho ngay, rồi mình nói rồi, xuất thân mình từ bên Việt Nam, mình đã học sư phạm ra, mình là cô giáo mà. Mà chắc dù có mấy tháng thôi là em đã thất nghiệp, em chạy đi rồi, nhưng mình không dám nói mình mất dạy, cũng nói tức là không có nghề, không có đi dạy nữa đó. Thì dùng cái chữ cho chính xác thì mình phải nói vậy. Thì nhiều khi mình nói vẫn chơi vậy cho thôi chơi, nhưng mà mình rất là thích, mình đúng là mình thích đi dạy học hơn là cái đi làm bác sĩ. Bây giờ bác sĩ mấy bạn ơi, mấy người đó khô khan lắm mấy bạn ơi, tiền bạc đi học nặng nề quá rồi. Qua đây thì rất là nhiều người họ đi lệch, họ đi sai đường. Khi mà bạn làm bác sĩ đó, để mà nếu mà đi làm được như những cái tự nguyện như mà chị Thanh Bình với Bác Kim mà mình hay quảng cáo đó, cái người bạn học trên mình một lớp đó, cũng cùng trường mình, cái cuộc đời của anh chị bây giờ đứa con trai đó, Justin và Ray Becky đó giờ vẫn còn bên Việt Nam á. Chị thì mới mất khoảng ngày bữa ngày gần New Year Eve ấy, là chị mất là ngày 31 tháng 12 năm 2023 ấy. Thì mình không có biết, lâu lắm rồi, từ hồi Covid tới giờ mình không có liên lạc với bạn bè, mà không biết, mình rất là trách chị đó nha. Đi những cái đó là người ta làm người ta không nói. Bây giờ không có phải là cái thiện nguyện là người ta làm để người ta có tiền, để người ta lợi lộc gì. Hai đứa con đều là, một đứa là bác sĩ, một đứa là nha sĩ. Ông chồng là bác sĩ, mà bác sĩ giải phẫu mà thẩm mỹ nữa đó nha. Còn giải phẫu nó là tiền không hết mấy bạn. Nhưng mà người ta đi về Việt Nam, người ta làm được không ăn tiền, bởi vì người ta đã quá giàu có rồi. Mà đã làm, người ta đã làm nay là từ năm 1998-99 gì đó, tức là khoảng là 20 mấy năm trời đi thiện nguyện đó. Rất là nhiều bạn bè, mà rất là nhiều bạn bè bên trường mình đó là giúp đỡ, là gửi tiền về cho đó để chị đi làm. Chị đi xây những cái bệnh viện, những cái cô nhi viện, rồi những cái đâu có công nhận riêng Việt Nam mình, mà còn những nước khác, những nước phi châu nữa, mà rất là có tiếng, mà sống rất là bình dị, ăn mặc đơn giản lắm mấy bạn. Bởi vì mình rất là tiếc đó, bởi vì mình bữa đó mình có tình cờ mình vô được cái vlog của em Thanh Trần Vui Vẻ đó, mà em là bị tai nạn, em mà có 20 mấy tuổi thôi, mà hiện nay là em 28 tuổi, mà em té từ trên cái lầu 3 xuống trong lúc em làm thợ sơn á. Rồi đó em bị tàn phế luôn, tức là em liệt, bại liệt luôn cả tứ chi luôn. Mà bây giờ em ráng em ngồi em tập vậy đó, thì mình có những cái bài học ở bên về mẹ, lúc mà lo cho mẹ mình đó, thì mình cũng nói với em, mình khuyến khích động viên em để em lên. Đó là những cái người mà mình muốn giúp đó. Bây giờ nói mình thì mình thấy đó là em không đầu hàng cái điều kiện. Mình có kể cho em nghe cái lúc cái thời gian mình bệnh, mình nằm một chỗ đó, trời ơi, tuổi rất là tuổi thân, nhiều khi anh lên giỡn, chỉ nói một lời quân quơ giỡn thôi, nhưng mà mình không có trở mình được, không có ngồi dậy được đó, rất là tuổi thân, mình cũng khóc biết bao nhiêu ấy bạn đó. Bây giờ mình thương mà chỉ chính mình ở chỗ đó, là ở nhà mình á, chị Sáu mình nó nghe, ví dụ như nghe mình nằm chỗ vậy đó, thấy không? Nếu mà đó là một cái người chị thương mình hay là anh hai rồi chở chi lên thăm đó, thì mình thương biết nhiêu. Còn cái này đồng ý là chị hai mình cũng bệnh rồi này kia đó, nhưng mà nhìn đó, mình nhìn mình thấy có những cái cách đối xử, tại sao mình chỉ cần tách cho chị chính mình đó.
là em không xong mà mình đánh chữ E là chữ cái O đó, rồi S và J, tức là có bốn chữ thôi là mình gửi mình send đi liền, là em không xong mà chính mình đọc được cái nốt đó là chạy tay te lại anh Lê gọi mày gọi la làng gọi rát cái cổ họng đó mà ông không nghe tới chừng thôi mà mình bị lả mình nằm trong cái cầu tiêu là hết một tiếng mấy đồng hồ, 1 tiếng rưỡi đồng hồ đó, rồi nó đau của đầu chừng mà nó tỉnh dậy nó ngất đi vậy đó bạn, rồi cái mình tỉnh dậy mình bò mình lết được vô tới phòng mình nói tết cho bà chị chính mình đó đó, rồi chị tới là chị đỡ mình chị đáng chỉ trong chồng chỉ là đỡ mình lên giường thì mình mới nằm trong đó là nằm rồi là hết cái nhất luôn là nằm im đó rồi mình mới uống thuốc đau nhất đó hết đó. uống ba cái quỷ cortisone với bạn, những cái steroid đó là nó hại gan mình dữ lắm, cái mình không có muốn uống thuốc đau nhất là vậy đó, nên mình mới nói đó, nó có những cái đó, cái chuyện nó nhỏ mà từ cái nhỏ nó thành cái lớn, có những cái vết hằn đó, nó những cái chuyện nhỏ thôi nhưng mà nó tích tụ lâu ngày đó là mấy năm 45 năm là mình xa gia đình đó, nó để lại một cái vết cắt rất là sâu, cho nên mình đó, cái mình rất ghét đó là không có phải là cái đồng tiền, nó chỉ là cái phương tiện để mình sinh sống để bạn làm này làm kia, chứ không, nó không có phải là cái cứu cánh của mình khi mà sau cái ngày cách mạng thành công 30 tháng 4 75, nó nói về cái miền Bắc này vậy đó, tức là miền Nam thua thì miền Bắc thắng cái gì, nhưng mà mình nó trong lòng mình cứ luôn hỏi đó là các anh thắng đó thì anh rất vui rồi, nhưng mà cái anh thay đổi đó anh làm được gì cho nhân dân của anh và cho xã hội, cái chứ là bạn mà đoạt được thành á thì rất là dễ, nhưng làm sao bạn xây dựng đó và cái cách bạn xây dựng như thế nào, bây giờ bạn bỏ bằng chen Mỹ và đá Mỹ đó, cái bà Đức bà cổng Tàu với Nga về thì bạn có khác gì nó đâu, đứa nào nó cũng là tư bản thôi, nó cũng là cái cường quốc thôi, đứa nào nó cũng muốn nó lớn mạnh rồi nó đè đầu kẻ kêu mà đòi ngồi trên đầu trên cổ của dân của anh á thì anh sẽ làm như thế nào, rồi đó từ cái là xóa bỏ hết để mà đất đai nó không còn đó, để quốc hữu quá hết rồi đó, cũng về tay tư bản đỏ và những anh đó nó cũng mò qua bên Mỹ làm anh chui coi bệnh sống, chứ anh cũng đâu có ở lại nước Việt Nam để mà anh bảo vệ thành trì đó. Thành ra đó cái thành của bạn đó lần ngồi nó trống rỗng rồi ai vô ngồi cũng mấy ông tàu khịa đó chứ ai đó, thì mình nó có những cái là mình suy nghĩ mình nhìn thấy nó xa hơn người ta, có những cái là mình suy luận, có cái mình được, có cái mình cảm ơn trời đất là cũng cho mình có được cái cơ hội là để mình trúng cái stock đó, mình cũng không phải lo gì cuộc đời về sau, cho dù mình không có đi làm gì nữa đó, tụi mình sống hết cuộc đời mình đó rất là khá giả, nhưng mà hiện giờ mình chưa có tiền đó, trong tương lai mình có tiền nhưng mà để mình làm cái gì và đó, thí dụ như đó là đó muốn có nhiều người là cũng mơ mộng cũng muốn là có mình giúp đỡ cho một số tiền, nhưng mà dưới số tiền của mình á, nếu mà mình giúp cho mấy người đó đó để ở bên Việt Nam đi mua lô tô và chờ cơ hội trúng số thì thôi là thiên thu, là chờ đi, thích chờ thì cứ chờ đi ha, nhưng mà không có phải là mình giúp cho cái người đó vì cái người đó là bà con dòng họ với mình không có cần, vì gia đình dòng họ của mình đã giúp họ rồi, bây giờ là họ phải tự đứng lên bằng cái bàn chân của họ chứ đừng có đạp lưng mình đứng lên, à mình thì không có ngu vậy đâu đó, nhưng mà rồi ví dụ như vậy là muốn này muốn kia muốn thì phải tự mình làm, ví dụ như giờ cái anh mấy chị mình đó muốn đi làm thiện nguyện vậy đó, tự mấy người đó móc tiền túi ra đó, mình nhìn mình thấy rồi mấy người đó móc ra rồi đó, mình bắt đầu mình móc ra, tôi chậm chậm, cái tính của mình là vậy, từ trước tới giờ đó là mình từ tốn lắm tôi từ từ thôi, tôi tà đi thôi, tôi đâu có đuôi gì đâu, ai cười mình rùa được cứ kệ nó, ai nói mình chạy xe hèn cũng kệ nó, bởi vì đó, mình chạy xe chậm chậm từ từ vậy đó, mình không có ăn tích kẹt và mình đó, dễ dàng mình lách lòn qua mấy cái chỗ mà người ta chạy ẩu này nọ, giống như sáng này đó mình không có coi phim, mà trên cái đoạn đường đi đó bạn, mình nhìn thấy cái chiếc xe hàng nó đụng cái xe, trời ơi chiếc xe kia đó nó quay mình đó, nó đâm vô, nó còn chưa ngừng nữa, chiếc xe còn chưa ngừng mình chạy tới rồi, mà vì là mình phải đi đổ công trình cho nên mình phải bỏ mình chạy đó, chứ không phải là mình hèn mình chạy đâu, mà cảnh sát mà nó thấy được rồi nó bắt chết, nó phạt chết, đưa ra tòa đó mấy bạn ơi đó. Tháng này mình cũng đi trên đường có nhà thờ, giờ mình cũng về thôi, mình cứ clip dài rồi mình xin kính chào các bạn ở đây, đừng hẹn clip sau nha, đó điện thoại hết pin luôn rồi.